Mỗi năm sẽ có hàng trăm trẻ em mắc bệnh não uốn thủy trên cả nước được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí hoàn toàn. Đây là thông tin vừa được Quỹ Trái tim Hằng Hữu thuộc Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương chính thức công bố vào hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc não uốn thủy được Quỹ Trái tim Hằng Hữu thực hiện với sự hợp tác chuyên môn từ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Bởi các bác sĩ hai bệnh viện này hoàn toàn có thể thực hiện được những ca mổ cho trẻ mắc não uốn thủy với chi phí thấp hơn so với việc đưa trẻ ra nước ngoài. Dự kiến có khoảng 500 trẻ mắc não uốn thủy được phẫu thuật trong chương trình, với kinh phí tài trợ được trích từ 30% lợi nhuận của khu du lịch Đại Nam và công ty xử lý nước thải Hằng Hữu Quỳnh. Não uốn thủy là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất ở trẻ sơ sinh, có tỷ lệ từ 2,5 đến 8,2 trên 10.000 trẻ sinh ra mắc phải. Cách duy nhất để điều trị căn bệnh này hiện nay chính là phẫu thuật sớm và điều trị đúng cách.